Chào các bạn, và bây giờ là một trận đấu mà chúng tôi rất lấy làm tiếc khi mà hai đội lại gặp nhau ở giai đoạn này. Hai đội ghe xuất sắc nhất đến từ tỉnh bạn gặp nhau ngay ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Gạch Dòng của Cà Mau và Đìa Muồng của Bạc Liêu, hôm qua cả hai đội đều thi đấu rất là xuất sắc, và chúng tôi rất là mong mỏi là hai đội sẽ đi sâu hơn vào giải. Nhưng bây giờ chúng ta buộc lòng phải đón một đội vào vòng 16 đội, và một đội chúng ta sẽ hẹn anh em vào mùa giải năm sau. Gạch Dòng và Đìa Muồng, trên màn hình chúng ta thấy bên bên phải màn hình đó là Gạch Dòng của Cà Mau trong trang phục màu xanh, trong trang phục màu vàng cam đó là Đìa Muồng của Bạc Liêu. Đìa Muồng của Bạc Liêu, Gạch Dòng của Cà Mau, hai đội ghe đều thi đấu tốt ở mùa giải năm trước và thi đấu tốt vào ngày hôm qua. Chúng ta nhớ là Gạch Dòng của Cà Mau là top 8 đội mạnh ở Ốc Bốc 2022. Nhưng trên màn hình chúng ta thấy hiện nay Gạch Dòng đang gặp khó khăn thật sự. Đìa Muồng của Bạc Liêu, ghe số 40 trong trang phục màu cam, hai đội đã bước vào khán đài chỉ còn 20 phút nữa thôi, 20 mét nữa thôi. Điều gì sẽ xảy ra? Đìa Muồng vẫn đang có ưu thế. Chúng ta cùng xem trên màn hình, Đìa Muồng vẫn còn có ưu thế. Và chúng ta chờ động phim chiếu chậm. Với những gì trên màn hình thì có lẽ là anh em đã nhận ra rồi, đội ghe đã về đích trước rồi. Nhưng mà chúng ta cùng xem lại động phim chiếu chậm và kết luận cụ thể từ trọng tài. Đây, rất là tiếc, hai đội ghe đến từ tỉnh bạn, chúng tôi rất muốn anh em đi tiếp, nhưng giờ đây bắt buộc phải đón một người vào vòng 16 đội và một lời chia tay. Ai? Chúng ta cùng chờ xem. Và rõ ràng trên màn hình chiếu chậm chúng ta thấy đội ghe trong trang phục màu vàng bơi bên phía khán đài. Đìa Muồng của Bạc Liêu đã giành chiến thắng trong trận thi đấu vừa rồi.